Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10TV. Hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2019, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc tăng tốc con đường tơ lụa mới từ thành Rome. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte từng mập mờ nói về việc Rome có thể ký các thỏa thuận gia nhập sáng kiến vành đai con đường do Trung Quốc dẫn dắt. Giới lãnh đạo Trung Quốc đang rất cần một thành tựu nổi bật để chứng minh sức hấp dẫn của sáng kiến vành đai con đường trước thế giới. Và Ý có thể là cái tên sẽ được nhắc đến nhiều tại Bắc Kinh vào tháng 4 tới. Còn khoảng một tháng nữa sẽ đến hội nghị thượng đỉnh vành đai con đường viết tắt PRI lần 2, sáng kiến kết nối hạ tầng và thương mại, mang đậm ý chí cá nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm cấp nhà nước đến Ý từ ngày 22 đến 24 tháng 3 được dự báo sẽ đem về nhiều trái ngọt cho ông Tập, khi Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã mập mờ nói về việc Rome có thể ký các thỏa thuận gia nhập PRI do Trung Quốc dẫn dắt. Vì sao là Ý? Sau một năm căng thẳng, thương mại với Mỹ cùng nhiều con số dự báo, phân tích kém lạc quan về nền kinh tế số 2 thế giới, được phương Tây đưa ra, Bắc Kinh đang cần một minh chứng đủ sức thuyết phục và trấn an những nước đã tham gia PRI. Qua chuyến thăm Ý của ông Tập, có thể thấy Bắc Kinh đang nỗ lực tiếp cận chính phủ mới, mang màu sắc dân túy tại Ý, nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho PRI. Còn nhớ, cách đây 2 năm, tại thượng đỉnh PRI đầu tiên vào tháng 5 năm 2017, 6 nước châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Anh, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Estonia đã từ chối ký vào tuyên bố chung khi kết thúc hội nghị. Đó là một tín hiệu mà châu Âu muốn gửi đến Bắc Kinh vì sự thiếu minh bạch trong sáng kiến. Nhưng nay, nếu thuyết phục thành công Ý, nền kinh tế lớn thứ 3 trong khu vực Eurozone, không tính Anh sắp rời EU và thành viên G7, người Trung Quốc sẽ ở vị thế khác trong các cuộc nói chuyện với châu Âu và những nước khác về PRI. Với tất cả những biện pháp phòng ngừa cần thiết, việc Ý gia nhập một con đường tơ lụa mới sẽ đem lại nhiều cơ hội cho đất nước của chúng ta, Thủ tướng Conte nói trong hội thảo chính sách đối ngoại tại thành phố Genova ngày 9 tháng 3. Thủ tướng Conte, người đứng đầu một chính phủ liên minh, có xu hướng hoài nghi về EU, cam kết sẽ đưa các giá trị chuẩn mực của EU vào PRI khi đến Bắc Kinh tham dự hội nghị thượng đỉnh lần 2 tháng tới. Từ đây đến ngày ông Tập thăm Ý không còn xa, nhưng có các dấu hiệu cho thấy chính phủ của ông Conte vẫn chưa thực sự thống nhất về kế hoạch gia nhập PRI, chẳng hạn một thỏa thuận, khu sơ bộ hay hợp đồng, ràng buộc hay không ràng buộc. Một nguồn tin ngoại giao Ý tiết lộ, Rome đang đứng trước các áp lực lớn từ Bắc Kinh để ký một biên bản ghi nhớ về việc này, trong lúc phải lựa lời để giải thích với Mỹ. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Mỹ chế tài ngân hàng Nga vì liên hệ tới chính quyền Maduro. Hoa Kỳ ngày 11 tháng 3 trừng phạt ngân hàng Agrofinance Mosna Bank của Nga, tố cáo ngân hàng này hỗ trợ công ty dầu khí quốc danh PDVSA của Venezuela vi phạm các chế tài tài chính của Mỹ và cung cấp phao cứu sinh cho chính quyền tổng thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro. Trong những tuần qua, chính quyền Mỹ đã có một số biện pháp tăng sức ép lên ông Maduro và ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người được Mỹ và hơn 50 nước trên thế giới công nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela. Tuy nhiên, ông Maduro vẫn còn được hậu thuẫn bởi Nga và Trung Quốc và cũng còn kiểm soát các định chế nhà nước, kể cả quân đội. Theo loan báo của Mỹ hôm 11 tháng 3, tất cả tài sản của ngân hàng Agrofinance ở Mỹ được mô tả là thuộc sở hữu chung của các công ty Nga và Venezuela sẽ bị đóng băng. Công dân Mỹ bị cấm giao dịch với ngân hàng này, Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Công ty dầu khí quốc danh PDVSA của Venezuela bị Mỹ chế tài từ đầu năm nay. Trong một tin nhắn trên Twitter ngày 11 tháng 3, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton kêu gọi các ngân hàng trên thế giới chớ hỗ trợ Maduro và đồng bọn ăn cắp tài sản của người dân Venezuela. Ngân hàng Agrofinance thành lập năm 2011, Quỹ Phát triển Quốc gia của Venezuela chiếm 49% cổ phần, Bộ Tài chính Mỹ nói. Ngân hàng Agrofinance tuyên bố trên website rằng họ vẫn hoạt động ổn định và sẽ hoàn thành mọi nghĩa vụ với khách hàng và đối tác. Thưa quý vị, Mỹ không chấp nhận Triều Tiên phi hạt nhân hóa từng bước. Chúng tôi sẽ không đồng ý việc phi hạt nhân hóa từng bước, ông Steve Biegun phát biểu tại một hội nghị về chính sách hạt nhân ở Washington
Tổng thống đã nói rõ về điều này, và đó là lập trường mà chính phủ Mỹ đoàn kết ủng hộ. Tuyên bố này là bằng chứng mới nhất, cho thấy Hoa Kỳ đang cứng rắn hơn trong lập trường công khai sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 ở Hà Nội giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không đem đến thỏa thuận. Hôm 11 tháng 3, ông Biegun nói rằng Mỹ sẽ không dỡ bỏ cấm vận cho đến khi nào Triều Tiên hoàn tất quá trình phi hạt nhân hóa, mặc dù ông cũng cho biết có những vấn đề khác ngoài dỡ bỏ cấm vận mà Mỹ có thể giúp cho Triều Tiên. Bình Nhưỡng đang mong muốn được bỏ các lệnh trừng phạt trước khi họ có những bước đi tháo dỡ chương trình hạt nhân. Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh ở Hà Nội, các quan chức Mỹ đã đe dọa sẽ mở rộng các lệnh trừng phạt, trong khi các hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Bình Nhưỡng đang có thể chuẩn bị một vụ thử tên lửa hay phóng vệ tinh trong tháng này. Tổng thống Trump đã nói rằng ông sẽ thất vọng nếu Triều Tiên phóng quả tiễn. Tuy nhiên, ông Biegun giảm nhẹ tầm quan trọng của các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động của Triều Tiên. Tôi không biết điều này có nhằm gửi thông điệp nào đó tới chúng tôi hay chăng, ông Biegun nói. Các hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Triều Tiên đã xây dựng lại một phần của trạm phóng vệ tinh và đã tăng cường các hoạt động tại một số cơ sở được dùng để lắp ráp các tên lửa đạn đạo. Trước đây, các hoạt động như vậy từng là chỉ dấu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa. Các phân tích gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang đe dọa sẽ thử tên lửa trong nỗ lực nâng cao vị thế đàm phán. Các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc cấm Bình Nhưỡng thực hiện các cuộc thử tên lửa đạn đạo, mặc dù Triều Tiên khăng khăng cho rằng các vụ phóng vệ tinh của họ nằm trong chương trình không gian hòa bình. Mỹ xem các vụ phóng này là ngụy trang cho việc phát triển công nghệ tên lửa. Triều Tiên không tiến hành thử nghiệm tên lửa và hạt nhân kể từ cuối năm 2017. Tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Hà Nội cuối tháng 2, ông Trump cho biết, ông Kim đã hứa với ông rằng Bình Nhưỡng sẽ không nói lại các cuộc thử nghiệm vũ khí. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Mỹ lần đầu cảnh báo không muốn Đức sử dụng công nghệ 5G của Huawei. Washington thông báo với Berlin rằng họ sẽ chia sẻ ít thông tin tình báo hơn với các cơ quan an ninh của Đức nếu mạng không dây nước này sử dụng Huawei Technology của Trung Quốc để nâng cấp lên 5G, theo The Wall Street Journal ngày 11 tháng 3. Theo Reuters, đây là cảnh báo rõ ràng đầu tiên của Mỹ với Đức về hậu quả của việc không loại bỏ công nghệ Huawei trong các dự án chính phủ. Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Chernow đưa ra cảnh báo trong một bức thư vào ngày 8 tháng 3, tờ báo cho biết. Ông Chernow nói trong thư rằng các công ty Trung Quốc theo luật pháp Trung Quốc có thể được yêu cầu hỗ trợ các cơ quan an ninh thu thập thông tin và dữ liệu tình báo. Ông này nhấn mạnh việc ứng dụng phần mềm Huawei không thể đảm bảo không có lỗ hổng. Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier hôm ngày 7 tháng 3 cho biết Đức không muốn cấm tập đoàn công nghệ Huawei xây dựng mạng lưới 5G tại nước này, nhưng thay vào đó sẽ thắt chặt các tiêu chí an ninh đối với những nhà cung cấp. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình về việc liệu chính phủ có kế hoạch cấm Huawei xây dựng mạng lưới 5G hay không, ông Altmaier khẳng định Đức sẽ không loại trừ bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên, chính phủ Đức sẽ thay đổi luật để đảm bảo rằng tất cả các thành phần được sử dụng trong mạng lưới 5G sẽ được bảo mật và không có vi phạm với các quy tắc bảo vệ dữ liệu. Huawei cũng là nhà cung cấp hạ tầng, công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như các thiết bị thông tin hàng đầu thế giới, trong đó có mạng không dây thế hệ mới 5G. Tuy nhiên, Mỹ, Anh và nhiều nước khác đã cảnh báo về các nguy cơ an ninh từ công nghệ của Huawei, điều mà tập đoàn Trung Quốc này luôn bác bỏ. Mỹ, Australia, New Zealand cùng nhiều nước khác đã cấm hoặc hạn chế sử dụng thiết bị của Huawei. Các hoạt động chống lại Huawei của Washington nằm trong chuỗi diễn biến cuộc chiến thương mại cam go giữa Mỹ và Trung Quốc, bắt đầu từ giữa năm 2018 và lên đến đỉnh điểm khi đầu tháng 12 năm 2018, Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Canada theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Thảm họa điện năng Venezuela bước sang ngày thứ năm, quốc hội đối lập ban bố tình trạng báo động. Reuters đưa tin hôm thứ Hai ngày 11 tháng 3 vừa qua, quốc hội Venezuela do phe đối lập của Tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido lãnh đạo đã ban bố tình trạng báo động do mất điện kéo dài, khiến hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu của nước này bị tê liệt, đồng thời khiến hàng triệu người dân phải vật lộn trong cảnh thiếu thức ăn và nước sạch. Tình trạng mất điện, diện tích rộng tại Venezuela đã tiếp tục kéo dài sang ngày thứ Năm, mặc dù điện đã được cấp trở lại tại hầu hết các khu vực của thủ đô Caracas. Tổng thống Nicolas Maduro đã tuyên bố đây là một hành động phá hoại của phe đối lập do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời triển khai lực lượng quân đội tới bảo vệ mạng lưới điện.
Sự cố mất điện diện tích rộng đã khiến tình hình tại Venezuela vốn đã bất ổn vì lạm phát và khủng hoảng chính trị càng thêm bất ổn hơn khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido kêu gọi người dân biểu tình và phản đối chính phủ. Không có gì là bình thường ở Venezuela cả và chúng tôi sẽ không cho phép người khác coi thảm kịch này là chuyện bình thường. Đó là lý do chúng tôi cần ban bố tình trạng báo động. Tổng thống lâm thời tự xưng Guaido tuyên bố trong phiên họp của Quốc hội Venezuela hiện thuộc quyền kiểm soát của phe đối lập. Theo hiến pháp Venezuela, tổng thống được quyền ban bố tình trạng báo động khi xảy ra những thảm họa gây tổn hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Tuy nhiên, hiến pháp Venezuela không nêu rõ việc ban bố tình trạng báo động sẽ có tác động thế nào đối với đất nước. Tổng thống lâm thời tự xưng Guaido nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn của Mỹ, hầu hết các quốc gia phương Tây và nhiều nước láng giềng Mỹ Latin. Tuy nhiên, tổng thống hiến pháp Maduro vẫn tiếp tục giữ quyền kiểm soát đối với lực lượng vũ trang và các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, chính quyền ông Maduro cũng nhận được sự ủng hộ của Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Các trường học và công ty đã ngừng hoạt động từ hôm thứ Hai vừa qua ngày 11 tháng 3 và trong một bản tin phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Thông tin Jordi Rodriguez đã tiếp tục thông báo kéo dài kỳ nghỉ thêm 24 giờ nữa. Theo một số nguồn tin, các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ cảng chính Jersey đã phải ngừng trong những ngày này, lại do mất điện, ảnh hưởng tới nguồn doanh thu chủ yếu của Venezuela. Tình trạng mất điện đã khiến thực phẩm bắt đầu thối rữa trong tủ lạnh của người dân, các bệnh viện phải khó nhọc xoay sở để duy trì thiết bị y tế hoạt động. Theo thông tin của phe đối lập Venezuela, ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong đợt mất điện diện tích rộng này, trong đó có cả trẻ sơ sinh. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bác bỏ cáo buộc của chính quyền ông Maduro và tuyên bố rằng tình trạng mất điện hiện nay là hậu quả của nhiều năm sao nhãng, đồng thời chỉ trích tập đoàn Rosneft của Nga vì đã bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ khi tiếp tục nhập khẩu dầu từ tập đoàn dầu khí của nhà nước Venezuela, viết tắt PDVSA. Phía Mỹ đã tiếp tục gây sức ép nhằm vào chính quyền ông Maduro và các bên ủng hộ, điển hình là lệnh trừng phạt mới nhất đối với một ngân hàng Nga vì đã giao dịch với PDVSA. Trong khi đó, các cơ quan chức năng của Venezuela đang tiếp tục nỗ lực khôi phục hoạt động của hệ thống điện toàn quốc. Dự kiến việc khôi phục sẽ phải mất từ 5 đến 6 ngày nữa mới hoàn tất. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.